Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học Trái Đất. Các bạn thân mến, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã bước qua những cuộc chiến tàn khốc, biết bao nhiêu đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho dân tộc ta. Những người anh hùng mang dòng máu Việt đã bị giam giữ, tù đày, hành hạ một cách tàn nhẫn trong những nhà tù như địa ngục trần gian. Nhưng điều đó không làm thui chột ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. Và hôm nay, Khoa học Trái Đất sẽ cùng các bạn đi khám phá 4 nhà tù đáng sợ nhất Việt Nam. Khoa học Trái Đất, kênh thông tin khoa học chính xác. 1. Nhà tù Côn Đảo, địa ngục trần gian ám ảnh. Nhà tù Côn Đảo là một khu nhà tù được xây dựng tại Côn Đảo, nằm ở địa chỉ MGQ7 cộng PR6, Nguyễn Chí Thanh, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hệ thống nhà tù này được người Pháp xây dựng để giam giữ những tù phạm đặc biệt nguy hiểm cho chế độ thực dân Pháp như tù chính trị, tử tù. Đây cũng là nơi quân đội Pháp và Mỹ xây dựng dùng để tra tấn tù binh Việt Nam một cách dã man. Được xem là địa ngục trần gian của các chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhà tù Côn Đảo với nhiều hình thức tra tấn dã man, cực hình man dợ, không thua kém gì thời Trung Cổ và đã dẫn đến những cái chết đầy thương tâm cũng như vô cùng đau đớn. Tại đây, thời Pháp thuộc đã giam giữ những nhân vật tham gia các phong trào cách mạng và những người ái quốc chống lại chính phủ thuộc địa, và sau đó lại được Mỹ sử dụng để giam cầm tù binh trong cuộc chiến chống Mỹ. Địa điểm nổi tiếng nhất trong khu nhà tù này là chuồng cọp. Đây là nơi ghi lại những hành động ngược đãi tù nhân nghiêm trọng của thực dân Pháp, quân đội Mỹ. Chuồng cọp có diện tích 5.477 m², gồm 2 khu, mỗi khu có 60 phòng. Phía trên có dàn song sắt kiên cố và hành lang để gác ngục kiểm soát người tù. Người nào đã được đưa vào chuồng cọp thì xem như là cái chết đã cận kề. Tù nhân vào đây khoảng 3 tháng thường sẽ chết vì bị xiềng chân, bị tra tấn, bị bỏ đói, v.v. Ngoài ra còn có 60 phòng không có mái che, được gọi là phòng tắm nắng, chia làm 4 dãy, mỗi dãy 15 phòng. Phòng tắm nắng còn là nơi dùng để hành hạ phơi nắng, phơi mưa người tù, hoặc là lôi người tù ra đó để đánh đập tra tấn. Trước phong trào đấu tranh quyết liệt của các nữ tù nhân ở Khám Chí Hòa, phụ nữ ở trong lao tù đã phải chịu nhiều đau khổ hơn nam giới. Những đòn tra tấn dã man, tàn bạo trút xuống các chị em bị giam cầm ở khu chuồng cọp. 342 chị em bị đẩy vào chuồng cọp, cứ 5 người bị nhốt vào một chuồng, bề ngang 1,45m, dài 2,5m. Ăn, ngủ, tiểu tiện, đại tiện gì cũng chung một chỗ. Chị em phải thay phiên nhau kẻ ngồi, người nằm, đêm ngủ phải thay phiên nhau kẻ thức, người ngủ, phải thường xuyên nằm chồng lên nhau. Ăn cơm nấu lõng bõng với mắm thối, giòi bọ và khô mục đắng ngắt. 2. Nhà tù Hỏa Lò, máy chém thời Trung Cổ. Nhà tù Hỏa Lò nằm ở địa chỉ số 1 phường Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Suốt những năm hoạt động, ngục tù Hỏa Lò đã giam cầm, tra tấn, ép cùng biết bao chiến sĩ và nhà cách mạng với những hình thức tàn nhẫn, ám ảnh bậc nhất lịch sử. Trong đó phải kể đến cỗ máy chém là nỗi ám ảnh kinh hoàng đã đưa nhà tù Hỏa Lò lọt vào top 3 nhà tù đáng sợ nhất thế giới. Hoạt động theo hình thức tử hình thời Trung Cổ, cỗ máy chém được thiết kế cao 4m, gồm 2 cột sắt giữ lưỡi dao lớn cố định ở bên trên bằng chốt. Phía dưới là hai hình bán nguyệt cố định đầu của tử tù. Dưới nữa là hộp sắt để rơi đầu tử tù vào. Kế bên là thùng mây đan đựng thi thể. Ngoài cỗ máy chém, nhà tù Hỏa Lò còn khét tiếng với một khu vực giam cầm đáng sợ. Đó là ngục tối, chuyên giam giữ những phạm nhân nguy hiểm, vi phạm luật lệ hay cố ý chống đối. Nhắc đến ngục tối, tù nhân nào cũng bủn rủn bởi không gian chật hẹp, tối tăm, thiếu không khí và những hình thức tra tấn, đàn áp tàn bạo. Các tù nhân thường bị đánh đập thường xuyên, bị gông, cùm, ăn ngủ vệ sinh ngay tại chỗ. Sống trong điều kiện đó, cùng với thiếu ánh sáng mặt trời, không gian ẩm thấp, chật hẹp, hầu hết các tù nhân đều bị phù nề, ghẻ lở, thậm chí là điên loạn. Ngoài máy chém và ngục tối, ở Hỏa Lò còn có những thủ đoạn tra tấn dã man khác như giật điện, nhục hình bằng ba tong, đi lao dịch nặng nề ở nơi giám ngục hay chiến trường. Với cấu trúc kiên cố, hình thức đàn áp tra tấn kinh hoàng, thực dân Pháp luôn tự đắc, nhà tù Hỏa Lò là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập. 3.
Nhà tù Sơn La, địa ngục của sợ hãi. Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khao Cả, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, được thực dân Pháp lập nên với âm mưu thâm độc để giam cầm, đày ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của những chiến sĩ Cộng sản Việt Nam. Thực dân Pháp cho xây dựng hệ thống phòng giam tù nhân kiên cố và trang bị các công cụ kìm kẹp tù nhân như ổ khóa, cùm chân, cùm tay và áp dụng các hình thức tra tấn tù nhân vô cùng thâm độc. Âm mưu đó đã lộ rõ trong bức mật thư của tên cống sứ Sơn La, Sành Pù Nốt, gửi cho thống sứ Bắc Kỳ năm 1932. Nội dung mật thư như sau: Xin ngài cứ tiếp tục gửi tù chính trị lên Sơn La, bọn này nếu ở hỏa lò là những hạng hung hăng khó trị, thì rồi đây, lên tới Sơn La, chỉ trong vòng 6 tháng thôi, vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng suy nhược và trở nên hiền hòa. Sự dã man của chế độ thực dân Pháp đối với tù nhân chính trị ở nhà tù Sơn La thể hiện ngay từ chặng đường chuyển tù nhân ở nhà tù Hỏa Lò lên nhà tù Sơn La. Các tù nhân bị dồn lên ô tô, đưa đến chợ Bờ tại Hòa Bình, sau đó đi thuyền lên Suối Rút. Từ đây, tù nhân phải đi bộ 220 km để đến Sơn La. Dọc đường, chúng chia thành từng toán, mỗi toán trên 50 người, cứ 10 người sâu chung một giây luồn qua xích tay thành một hàng đôi. Theo hồi ký nhiều tù nhân ghi lại, nhiều người đi bộ, chân đất đường rừng núi, chân phồng rộp, tứa máu đau rát, nên phải lấy áo quấn vào chân mới đi được 220 cây số lên đến nhà ngục Sơn La. Các tù chính trị người xuôi bị đày lên nhà ngục Sơn La, chúng bắt ăn cơm nếp nhão quanh năm, rất khó ăn. Nhiều đồng chí bị giam cầm mấy năm rồi vẫn không thể quên nổi. Trong hồi ký, nhiều tù nhân kể lại, khi ốm nặng sắp qua đời, anh em xung quanh hỏi, đồng chí có nguyện vọng gì không? Ngoài việc dặn dò chuyện chung, chuyện riêng, đồng chí ấy có tâm nguyện cuối cùng là ước gì cho mình xin được một miếng cơm tẻ để mình được nhắm mắt. Và ánh mắt trào dâng nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Anh em xung quanh chấm dòng nước mắt cho người đồng chí mà lòng đau thắt, ở đây kiếm đâu ra được cơm tẻ. 4. Nhà tù Phú Quốc, nghĩa địa tù binh khủng khiếp. Nhà tù Phú Quốc, hay còn gọi là nhà lao cây dừa, là trại giam có địa chỉ ở số 350 đường Nguyễn Văn Cử, xã An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cách trung tâm thị trấn Dương Đông, Phú Quốc khoảng 28 km. Tại đây giam giữ hơn 40.000 tù binh, tính cả tù nhân chính trị nhiều thời kỳ. Nhà tù Phú Quốc là lịch sử khu trại giam tù binh Cộng sản tại Phú Quốc, ghi dấu tội ác vô cùng dã man của chế độ thực dân, đế quốc xâm lược, đồng thời nói lên tinh thần bất khuất đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Tù binh chiến tranh tại nhà tù Phú Quốc đã phải chịu những hình phạt tra tấn rất dã man như đóng đinh vào tay, chân, đầu, đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào da thịt, đục răng, chùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than. Tàn ác hơn nữa là chúng ném vào chảo nước sôi, thiêu sống và chôn sống. Tính từ năm 1967 đến năm 1973, tại đây có hơn 4.000 người chết, hàng chục ngàn người thương tật tàn phế chỉ trong chưa đầy 6 năm. Trong chốn lao tù, các chiến sĩ đã quyết tâm và làm nên sự kiện vô cùng lớn lao và ý nghĩa là thành lập chi bộ Đảng Cộng sản tại nhà tù Sơn La vào tháng 12 năm 1939, thắp lên ngọn lửa cách mạng nơi miền Tây Bắc. Dưới gông cùm đày đọa của kẻ thù, những người tù Cộng sản bằng ý chí, nghị lực và niềm tin sắt đá vào sự thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc đã chiến thắng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi khám phá 4 nhà tù đáng sợ nhất Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem Khoa học Trái Đất kỳ này. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, chia sẻ và comment cho mình biết bạn muốn tìm hiểu thêm điều gì nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ sau.